Đàm Vĩnh Hưng chia tài sản cho hai người con khác ngoài quý tử Polo, nói với con trai nhà đang ở là đi thuê. Sau khi công khai con trai ruột là bé Polo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thoải mái nhắc đến hai người con khác, gồm một trai một gái. Thời gian qua, cuộc sống làm bố bỉm ở tuổi 52 của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được nhiều người quan tâm. Còn nhớ năm 2022, ông Hoàng Nhật Việt đã khiến sở biết việc xuân sao khi lần đầu công khai con trai ruột là bé Polo Huỳnh, tên thật là Huỳnh Đàm Vĩnh Quân, sau 3 năm giấu kín. Mới đây trong buổi chia sẻ với truyền thông, Đào Vĩnh Hưng cho biết ngoài quý tử Polo, anh còn có hai người con lớn là con gái Huỳnh Như sinh năm 2000 và con trai Putin sinh năm 2007. Cả hai bé là con ruột của em gái, được anh nhận nuôi và chăm sóc từ nhỏ. Đào Vĩnh Hưng san sẻ đều tình cảm cho ba con. Những lúc các con tị nạnh, anh cố gắng giải thích để các con hiểu và nhường nhịn nhau, không chỉ quan tâm chăm sóc mà nam ca sĩ tiết lộ rằng tài sản của mình cũng sẽ chia cho cả ba con. Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố chia tài sản cho cả hai con nuôi. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, gia đình nào cũng vậy, có một đứa con thì dồn hết mọi thứ cho con, có ba đứa con thì săn sẻ cho cả ba. Đôi khi thương đứa này hơn đứa kia một chút là chuyện bình thường, tài sản cũng vậy, có ba đứa thì chia đều cho cả ba. Giọng ca nữ Vần Trăng cho biết, anh học tập cách nuôi con của Hồ Ngọc Hà để con không ỷ lại vào bố mẹ. Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng quan điểm dùng sự nghèo khó để dạy cho con trai, dùng sự đầy đủ để dạy cho con gái. Ông Hoàng Nhật Việt cho biết, Polo không ngậm thìa vàng như nhiều người nghĩ. Anh nói với quý tử nhà mình không giàu có, thậm chí bảo con nơi hai bố con đang ở là nhà thuê, không có tài sản gì lớn. Nam ca sĩ mong muốn con trai có thể ý thức được việc kiếm tiền và có cách cư xử đúng mực. Đàm Vĩnh Hưng học tập cách nuôi con của Hồ Ngọc Hà năm ca sĩ cho biết bé polo không có cuộc sống nhung lụa như nhiều người nghĩ có thể polo không bị thiếu thốn vật chất như một số em bé khác nhưng không phải được nuông chiều quá mức tôi học cách dạy con từ hồ ngọc hà không cho con mặc đồ hiệu tập cho con sống tự lập từ nhỏ trong đời sống cũng vậy không phải con đòi gì cũng có ngay lập tức tôi luôn ra điều kiện cho con như tự đánh răng tự xếp quần áo hoặc phải đủ phiếu bé ngoan thì mới được nhận quà tôi cũng tiết chế tặng quà cho con chỉ tặng quà vào các dịp kỷ niệm đặc biệt Đàm Vĩnh Hưng cho hay. Ngoài ra thời điểm hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng không quan trọng tình yêu. Anh tiết lộ trong những năm qua cũng có vài người bước vào cuộc đời anh nhưng cả hai không tiến được xa. Nam ca sĩ lo lắng nếu rước thêm một người nữa về nhà thì có thể phải lo cho họ nữa. Ông Hoàng Nhạc Việt không nuôi chiều con quá mức. Chưa sẻ thêm về hai con nuôi của Đàm Vĩnh Hưng. Trước đó anh thường xuyên đăng tải hình ảnh thân thiết với bé Huỳnh Như và Cô Tinh. Mỗi khi đến dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày lễ, nam ca sĩ đều dành tặng những món quà ý nghĩa cho các con hình như và putin được đàm vĩnh hưng tổ chức sinh nhật hàng năm không khác gì con trai ruột polo Hai con nuôi của Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên được anh chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết anh yêu thương các con như nhau. Trong một lần chia sẻ về hai con nuôi, Đàm Vĩnh Hưng tự hào cho biết. Không nói thách nhé, hai con tôi rất ngoan, hiền lành, đạo đức, ý thức, lễ phép, học giỏi, viết chữ đẹp, không đua đòi, tình cảm, tự lập, khiêm nhường, thật thà, không ỷ lại vào sự nổi tiếng của ba. Dễ thương không mọi người. Thời gian qua, cuộc sống của ông Hoàng Nhật Việt gần như chỉ xoay quanh con trai, tuy vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, nhưng Đàm Vĩnh Hưng cho biết từ khi có con, sức khỏe và việc học tập của Polo được anh ưu tiên hàng đầu, sự nghiệp xếp ở vị trí thứ hai. Năm ca sĩ hạn chế nhận sâu, đi diễn xa để có nhiều thời gian cho Polo nhanh chóng gia nhập hội nghiện con. Hiện tại bé Polo nhà Đàm Vĩnh Hưng đã tròn 4 tuổi. Năm ca sĩ cho biết con trai mới chỉ là em bé nên đôi khi vẫn có những phản ứng của con nít. Đồng thời Đàm Vĩnh Hưng thấy xúc động khi con trai được khán giả yêu thương, bé Polo giờ đây hot hơn cả bố. Tuy nhiên đến nay, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa tiết lộ danh tính mẹ ruột của quý tử. Khi được hỏi về vấn đề này, anh cho biết, ghê chưa, không biết mẹ Polo là ai luôn, cuối cùng cũng không ai biết mẹ Polo là ai cả. Mẹ con trai tôi chính là tôi, tôi đẻ rồi tôi nuôi luôn. Lên 4 tuổi, bé Polo thường xuyên xuất hiện tại sự kiện với bố. Nam ca sĩ vẫn giữ kín danh tính mẹ ruột của con trai. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng nhiều hình ảnh, chia sẻ về quá trình trưởng thành của quý tử. Những khoảnh khắc ông Hoàng nhận việc chơi đùa với con trai nhỏ ở tuổi U55 chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.